đây. Hoàng Anh xin chào buổi sáng cả nhà nha. Sáng hôm nay thì giấc này 5 giờ mấy 6 giờ anh em chuẩn bị lấy neo để mà mổ cào nha cả nhà. Hiện tại thì trời sóng gió mưa dông rất là lớn luôn nha. Hiện tại thì ở bên tàu đực có một thằng em sang á, bữa nó qua đực á mà nó bị lên lô, nó bị chấn thương cái tay rồi. Bây giờ anh phải đi qua tàu đực để phụ. Thì chấn thương tay làm không được nữa nên anh đang bỏ anh để phụ nha. Giờ phải phóng qua bỏ anh nè. Đó. Mưa sóng nó sóng rất là lớn luôn cả nhà. Hoàng anh em ơi. Rồi nhảy đi ra đi. Tại vì tao được đi có 4 người nhưng mà em sang cái tay chấn thương đó, nó làm không được nên anh đang ngồi bển tiếp. Mà vẫn của cầu bay nha, cầu lết nha. Về sống này mấy con cá mực nhiều nè cả nhà. Vô lấy chữ A cả nhà. Trời. Dính. Ủa, ghê lắm nha, giỡn hoài.
do thu đại trai kem gai nó quăng mày mình.
cho trưa nay lên đục cá đầu tư luôn cái vậy. Không biết cá hay là bánh men mà sao mà nó nặng quá trời nặng. Bên ơi nặng bên ơi quá rồi. Dục lợn dưới cây đi. Ừ, hồi cho nó lên đó. Dục đi. Rồi kéo đi chú ơi. Khoan khoan, nó cho lên xíu rồi kéo. Rồi kéo chú ơi. Kéo cọng dây bánh chuột. Lên cao.
nguyên đống luôn. Chị hỏi chứ đâu mà có mực cá nhiều ai nhờ bánh mang không à. Xong anh em đang lựa luôn. Mưa suốt ngày, mưa suốt đêm luôn cả nhà ơi. Tới giờ làm là mưa, mà không làm cũng mưa. Nãy giờ anh em mới lựa cá xong rồi, giờ mình rửa cá đây mà vô bọc vô kết luôn nè. Chung là cào lên đổ xuống ngoài này, cái chiều cái cào lên nữa. Ừ. Giờ này không được nhiều mực hết trơn cái vậy. Lên cái bội cái lục trà bá lửa có con bội mực rồi. Bắt miếng cá này lục ăn ơi. Cái nhà biết cái gì không? Cái này cái là cái sừng đá hay gì nè, ta kêu một cái sừng đá hay gì nè. Cái này lụa ăn ngon không nha, cái dãy nó rất là cứng. Cứng hơn dãy cá mắt kiến nữa. Nè. Lụa ăn rất là béo luôn. Cá là ai làm mới làm dâu vậy nó chảy ra nha. Bắt khơi hồi lụa ăn. Giờ đi rửa cá đây anh, rửa cá vô bọc. Giờ sẽ quay cho cả nhà xem giá này được bao nhiêu cá nha. 2, 4, 6, 8 kết cá. 8 với 5 nữa là 13 kết cá sô nha. Cá sô là 13 kết nha cả nhà. Còn bọc vô phân vô bọc cái dây bội nữa. Ghẹ nè, ghẹ này ghẹ ba ghẹ ngợp luôn nè. Đó, được nhiêu ghẹ nè. Ghẹ này thì ghẹ ngợp thì bán ký 25 ngàn à. Sao đẹp. Đó. Đây là cá thu nha. Chung là quay nhanh ra đi bút cá rồi nha. Cái phân thì được như bọc nha, dài như bọc rồi. Đó, này đó là hết á. Ok, giờ em đi bút cá đây. Cá mú với cá cái gáy hả? Cái hờ, ủa cái bạc, cái gì vậy? Cái hờ bạc với sò đẹp. Chiên cả nhà, chiên tư chấm nước mắm chua ngọt nè. Quá ngon rồi, nhìn thấy không? Wow. Quá hấp dẫn. Xin chào cả nhà nha. Giờ làm xong mấy anh em mình chuẩn bị ăn cơm chiều cái nhà. Mình sẽ quay cho nhà xem chiều nay ăn những cái món gì nha. Mình ăn bún ngó. Mình ăn mì rồi. Cá kho tiêu. Đó, cá kho quẹt nha cả nhà. Này gỏi xài với khô nha. Đó, gọi xài với khô canh chua cá nhám nha. Đó, đơn giản buổi chiều. Khô này là khô cá lạc chấm mắm me. Đó, chiều nay vậy đó. Lên mâm trên nha. Giao lưu với mâm trên xíu cả nhà. Trên thì có cá chiên. Đó. Con này ơi, mặn hả? Mặn thì có loại. Quá đã. Gấp miếng cho mẹ lên. Đó. Con làm cho lưu nha. Đen đen. Nó cứng rồi, vậy không phải được nó là phải được nha. Đó. Giao lưu rồi chơi bé. Khoan phải đây để tôi chuyển sùm cái tôi giao lưu qua đây. Chứ tôi chuyển sùm mà tôi hạ hết trơn cái đó tính sao? Chứ ai rửa không biết nữa. Thấy thịt nó bự bự luôn ha. Tháng này thịt nó bự bự luôn à. Nên là chiều nay ăn cơm không có mưa. Hồi ăn cơm xong vô trong mưa cũng được nữa. Nào lấy cào cái hết mưa cũng ok rồi. Đợi ghẹ chín cái nha. Đợi ghẹ chín cái chuyển sùm cái ăn cơm mới ngon. Đó. Quá trời cái sòn nó. Rồi ok, để gì đây? Để ở dưới đây. Ừ. Wow.
hộp đủ chưa nè? Đâu cái cho mình ăn cơm nó ngon ngon nè. Đem 1, 2, 3 cái cho nó ok cái ơi. Nè, 1, 2, 3. Búa, búa, này thì búa. 4 cây búa. 2, 3. Cây kéo, cây kéo. Rất tốt, rất tốt. Chung là chiều nay thì em chuột nha. Rồi, bên đây. Chung là khui cá này cả nhà. Chung là cá này ăn béo lắm. Cá này ăn luộc béo lắm. Đó, đó, cái gì đó, cá sơn đá nó quá. Wow, thịt nó nè. Thịt nó như con cá mắc kiến vậy đó nha. Ăn rất là béo. Wow. Thịt nó ăn ngon lắm, béo lắm. Em muốn chanh như cả nhà. Là cả nhà nha. Thịt nó rất là béo luôn. Chú Ba làm dễ nóng như trời. Hồi tắt máy quay là em đẩy chú Ba ra vậy nè. Quá nóng. Ăn cơm mà còn nhái nữa. Khuôn gẹ chú Ba. Chắc cát không quá. Cát không chứ gì. Đen kịnh luôn. Nãy chưa vô chưa nước lại rửa. Nói chung là tại vì vô cái đục cá nãy cái nhà thấy đó, cát không à? Trên Zalo miếng ra rồi đẹp chiên ơi. Ghê fan. Ngon lên luôn em. Còn dưới tùm lum nha mấy anh ơi. Còn đồ ăn dưới tùm lum nhá. Mời cả nhà ăn miếng xà đẹp chiên nha. Cá này cái chuyên cân luôn nha. Cái mú nè. Cái này cái thực bạc nè. Ăn miếng thịt nữa nè. Chung là ở ngoài biển không có gao nha. Ít gao rồi, toàn là củ không à. Sao cái này chứ bự không có làm lay gai sĩ chứ bự. Nghĩ hả? Sóng gió là quải quá vậy. Ai hết rượu rồi. Rồi như ăn cơm ấy rồi. Đó, em tí chuẩn bị dọn dẹp đang đi vô nữa nha. Chung là đi ghe cũng nhàn, ăn cơm xong rồi đi vô khỏi rửa chén. Thấy gì cũng được. Lấy gai cũng êm. Thôi luôn cả nhà, điện thoại cái máy quay cũng sắp hết pin rồi. Có lẽ em cũng xin kết thúc video này luôn. Thấy lấy game cũng tính tối để em quay nữa, nhưng mà cái thẻ nhớ nó gần hết luôn rồi. Thôi em cũng xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Bye bye.